Mọi người cũng vào hơn 3.000 rồi thì để chia sẻ luôn, như mọi người cũng đã biết là đợt trước Trinh đã có chia sẻ Beauty 99 rồi, thì hôm nay Trinh sẽ chia sẻ siêu phẩm Beauty Plus này. Một sản phẩm đang rất là hot và cũng đang cháy hàng đó nha mọi người. Với Beauty Plus 99 phiên bản mới này thì có điều gì khác biệt với cái Beauty 99 cũ? Là độ làm trắng của nó lên gấp 3 lần và độ cung cấp độ ẩm nè, cũng như là mềm, mướt, mịn, và có một cái thành phần rất là quan trọng trong đây nữa, đó là chống ung thư da. Có nghĩa là khi mà mình uống sản phẩm này thì nó sẽ chống, nó sẽ có những cái thôi để một tí Trinh nói rõ hơn nha. Bây giờ mình coi cái phần bên trong trước, nó có gì khác biệt với cái phiên bản cũ hay không nha. Đây, hộp của nó là màu xanh với trắng. Tông xanh với trắng cũng là tông chủ đạo buổi tiệc ngày hôm nay của Trinh luôn á. Và bên trong đây cũng giống như phiên bản cũ, là nó có một cái hộp bự và một cái hộp nhỏ để chúng ta đựng viên trắng da đi du lịch. Chào anh Tiệp. Thật ra Trinh sử dụng Beauty Plus 99 này được khoảng 18 ngày rồi. Thì nói chung là phiên bản Beauty 99 Plus, Beauty Plus 99 đó là nó có độ làm trắng gấp 3 lần phiên bản cũ, và làm độ làm cấp ẩm thêm cho da của mình và độ mềm mướt của nó nữa. Với cái phiên bản cũ thì chúng ta có nè, trong đây nè, trong cái hộp này có ghi những cái thành phần của dưỡng da nè, rồi những cái công dụng nè, rồi những cái đối tượng sử dụng và thời hạn sử dụng, và cách bảo quản, các vi cách, các liều dùng. Và ở ngoài hộp thì có một cái tem chống hàng giả đây, thì các bạn yên tâm khi sử dụng nha. Còn bên phải của hộp thì có ghi là một hộp thì có 60 viên nha các bạn. Trong cái thành phần cũ của Beauty 99 á, thì chỉ có một cái tinh chất nổi bật nhất, đó là Elavida. Còn trong cái Beauty Plus 99 lần này á, thì có thêm hai cái chất để mà làm trắng da gấp 3 lần nè, cung cấp độ ẩm gấp 3 lần nè, và giúp cho da mình chống oxy hóa, chống ung thư da nè. Đó là hai cái chất tên nó hơi khó đọc, đó là Nutrosun và Hyaluronic Acid. Hai cái chất này là hai cái chất mới trong Beauty Plus 99. Nhưng mà còn một điều đặc biệt nữa là giá vẫn như cũ nha các bạn, không có tăng giá lên. Hiệu quả thì tăng lên, trắng da cũng gấp 3 lần, nguyên liệu thì cũng tăng lên, nhưng mà giá thì vẫn giữ bình thường nha. Cách sử dụng đơn giản lắm. Em Quỳnh Như là một ngày em uống 2 viên, hoặc là sáng em uống 1 viên, tối em uống 1 viên cũng được. Nhắc tới là từ sáng giờ lo lu bu công việc chưa uống luôn. Như chị là thường chị dùng liều lượng của chị là một lần chị uống 2 viên để cho đỡ mất công quên. Chứ nhiều khi công việc mình lu bu mình không nhớ được, sáng uống viên, tối uống viên, một lần chị uống 2 viên. Giá của sản phẩm là không có thay đổi nha các bạn. Giá của sản phẩm là 1.290.000. Và còn một điều này nữa Trinh quên. Nhân dịp Trinh là tân CEO mới của GHB, thì khi các bạn mua 3 set Beauty Plus 99 này thì các bạn sẽ được tặng một máy rửa mặt Sinh Home. Khi Trinh xài máy rửa mặt này là Trinh đã bị nghiện luôn á. Không hiểu sao mà chỉ là một cái máy rửa mặt đơn giản như vậy thôi mà sau khi rửa nó giúp da mình cực kỳ sạch, cực kỳ mềm mịn luôn. Nếu như các bạn trải qua 1 đến 2 lần sử dụng máy rửa mặt này thì các bạn sẽ bị nghiện, Trinh nghĩ là sẽ bị nghiện giống như Trinh, và cũng không hiểu lý do tại sao là nó chỉ là cái máy rửa mặt như vậy thôi mà cũng không hiểu sao là sự khác biệt với tay mình rửa rất là nhiều luôn á. Độ tuổi dùng sản phẩm này là từ 18 tuổi trở lên nha các bạn. Trai hay gái gì cũng dùng được, chỉ kiện với phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú thôi.
phụ nữ có thai và cho con bú cũng có dạng thuốc beauty cho các bạn uống, nhưng mà dạng nước chứ không phải dạng viên.